Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh, thành phố Kon Tum có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm và đến nay đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Dù vậy, địa phương đang gặp một số khó khăn nhất định trong phát triển các sản phẩm ô cốp như công tác truyền thông chưa phát huy tối đa hiệu quả, nhận thức của các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm chưa thật sự đồng đều, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, dẫn đến sản phẩm chưa có sức cạnh tranh trên thị trường. Đây là những nội dung thành phố tập trung khắc phục trong năm 2023 nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chương trình đã đề ra. Thành lập tháng 9 năm 2021 tại thành phố Kon Tum, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Tây Nguyên Xanh kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực cà phê. Là một doanh nghiệp trẻ tiếp cận thị trường sau các đơn vị khác, công ty xác định phát triển các dòng sản phẩm cà phê chế biến theo từng phân khúc thị trường, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Trong 6 dòng sản phẩm cà phê hạt và cà phê bột chế biến, đơn vị hiện có 2 sản phẩm đã tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh và đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. OCOP thì mình nhận thấy là chương trình của nhà nước hỗ trợ cho các chủ thể làm sản phẩm. Thì nhờ cái chứng nhận OCOP này thì để khẳng định thêm cho cái sản phẩm mình là sản phẩm có chất lượng ở địa phương và ở trong nước Việt Nam mình. Nên là em quyết định tham gia và tất nhiên là sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ cho cái sản phẩm OCOP này. Thì em rất là hiệu quả và tích cực khi mà tham gia vào chương trình OCOP. Phát triển sản phẩm cà phê chất lượng cao, anh Kiệt cho biết, đơn vị chủ yếu thu mua nguyên liệu tại vùng cà phê sạch huyện Đắc Hà với độ chín của quả trên 90%. Dự định sắp tới, đơn vị cho phát triển thêm dòng sản phẩm cà phê dược liệu, mục đích là tận dụng những loại dược liệu là thế mạnh của địa phương. Quả đó kết hợp với cà phê nhằm tạo ra sản phẩm có hương vị đặc trưng, độc đáo, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các dòng cà phê đã sản xuất trước đó và hướng tới thị trường khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hiện tại bên mình đã được 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Thì mong muốn là mình cố gắng phát triển hơn để mà hoàn thiện về bao bì nè, và các khâu điều kiện để mà thăng hạng lên 4 sao. Trong việc phát triển sản phẩm OCOP thì thuận lợi thì đã được nhà nước hỗ trợ và đưa ra các chương trình ở các hội chợ hoặc là các chương trình xúc tiến. Thì về mặt khó khăn thì người dân hiện tại chưa hiểu OCOP là gì. Master OCOP thì người ta còn đang ngỡ ngàng lắm, nên là cần phải tuyên truyền về truyền thông để cho người dân biết OCOP nghĩa là như thế nào, để người ta tin dùng hơn và sản phẩm được chứng nhận OCOP. Đây cũng là khó khăn chung của nhiều chủ thể OCOP khi tiếp cận thị trường tiêu dùng hiện nay. Một mặt, khách hàng chưa biết nhiều tới các sản phẩm OCOP. Mặt khác, bản thân một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất còn e ngại trong việc tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Điều này xuất phát từ nhận thức chưa đồng đều giữa các chủ thể mà nguyên nhân đến từ công tác tuyên truyền dưới cơ sở còn hạn chế. Cùng với đó, năng lực sản xuất của một số đơn vị còn thiếu và yếu nên sản phẩm chưa có sức cạnh tranh, chưa có tính bứt phá trên thị trường. Cái chủ thể trên địa bàn thì rất là nhỏ, có nghĩa là quy mô sản xuất thì gọi là có thể nó là siêu nhỏ. Thì gọi là một công ty, một doanh nghiệp nhưng thực tế là cái người chủ doanh nghiệp á, thì họ kiêm nhiệm phần lớn các công việc trong một cái cơ sở, từ về cái nguyên liệu đầu vào đến cái quá trình sản xuất đến cái phần mà phân phối sản phẩm. Chính vì vậy mà cái thời gian là để hoàn thiện các cái hồ sơ thì cũng gặp rất là khó khăn. Cái việc tham gia chương trình này khi mà cái sản phẩm đạt được những cái tiêu chuẩn chất lượng thì nó có cái sức lan tỏa rất là lớn và được hỗ trợ rất là nhiều về cái xúc tiến thương mại cũng như là quảng bá sản phẩm, kết nối với các cái chủ thể. Thì hiện nay là thông qua các cái kênh bán hàng trên thương mại điện tử. Rồi vừa rồi là trung tâm bán sản phẩm OCOP Việt Nam cũng có cái văn bản để có thể là đưa các cái sản phẩm ở đó, để cái việc mà tổ chức tiêu thụ sản phẩm được tốt hơn. Hiện nay thành phố Kon Tum có tất cả 59 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao và 4 sao, trong đó nhiều sản phẩm có tiềm năng 5 sao. Điều này cho thấy nỗ lực của địa phương trong 4 năm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thực tế cho thấy sự năng động, nhạy bén và kiên trì với mục tiêu đã định là điều kiện tiên quyết để các đơn vị tạo dựng chỗ đứng trên thị trường, giúp sản phẩm OCOP không chỉ cạnh tranh trong tỉnh
mà còn cạnh tranh được cả với những sản phẩm cùng loại khác. Bước chân vào lĩnh vực kinh doanh dược liệu từ những năm 2000, nhưng phải đến năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Anh Con Tum mới chính thức tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Hiện tại, đơn vị có 3 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao, gồm rượu sâm dây ngọc linh Tumarong, sâm dây ngọc linh sấy khô và tinh bột nghệ. Hướng đến chất lượng sản phẩm, công ty chấp nhận giảm số lượng sản xuất để tập trung vào quy trình tạo ra sản phẩm. Chào chị Hoa. Chào em. Thưa chị, là đầu tiên xin chị cho biết là tại sao đơn vị mình lại quyết định tham gia vào cái chương trình Mỗi xã một sản phẩm để phát triển những cái sản phẩm OCOP của bên đơn vị mình ạ? Thực ra thì tất cả những cái sản phẩm mà chị tham gia OCOP á, thì chị cũng muốn là công ty góp một phần để mà đưa cái thương hiệu gọi là dược liệu, sản phẩm dược liệu của địa phương á, được lan tỏa ra coi như là các tỉnh thành. Thì chị quyết định tham gia cái sản phẩm OCOP. Thì mình có chứng nhận sản phẩm OCOP thì nói chung là người tiêu dùng họ phải yên tâm hơn khi mà mua sản phẩm của mình. Ở đây thì em thấy rằng là có tất cả là 3 sản phẩm OCOP mình đã tham gia. Chị có thể cho biết một cách cụ thể hơn, ví dụ như là đối với lại cái sâm dây ngọc linh này chẳng hạn, thì cái quy trình sản xuất của nó mình đã thực hiện như thế nào ạ? Sâm dây thì vùng nguyên liệu thì chị lấy từ xã Măng Ri của huyện Tumarong. Thì sau khi chị thu mua bà con, với lại chị có ký kết với lại là xã đoàn ở trên Măng Ri á, thế thì chị thu mua về thì chị cho rửa sạch, sau đó thì chị phơi một nắng và chị đưa vô máy sấy. Vì sao mà mình phải đưa vào máy sấy? Thứ nhất là cái độ mà sấy khô á là nó sẽ đạt 100% để khỏi tránh tình trạng bị mốc. Thứ hai là qua quá trình sấy thì mình sẽ bảo quản giữ được lâu hơn, tại vì mình sấy mình khử khuẩn được á, thì sâm nó sẽ đảm bảo được độ thơm, này cái màu sâm nó sẽ đẹp hơn. Còn đối với lại rượu sâm dây ngọc linh của mình ạ, thì em thấy rằng là bên đơn vị mình sản xuất hoàn toàn theo phương pháp thủ công truyền thống. Chị cho biết cụ thể hơn một chút xíu về cái phương pháp này đối với cái việc mà sản xuất cái sản phẩm OCOP được không ạ? Thực ra sản xuất công nghiệp thì nó rất là nhanh, rồi mình đi được số lượng nó lớn. Tuy nhiên thì chị muốn giữ lại một cái nét gì đó là truyền thống. Ví dụ như cái rượu này thì nó được kết hợp từ rượu nếp chưng cất 100% tại quê hương chị, đó là Đức Thọ, Hà Tĩnh, và nấu theo phương pháp là thủ công, và men là men cũng tự làm, men thủ công chứ không có dùng men Trung Quốc. Nếu mà dùng men Trung Quốc thì rượu nó sẽ lợi, nhưng mà tuy nhiên là chị kiểm soát là không được để mà đảm bảo cái chất lượng của rượu. Thì sau khi mà đưa cái rượu quê vào thì chị lại cho qua máy khử lọc aldehyd với methanol để khử những cái độc tố ở trong rượu. Sau đó thì chị đi ngâm với lại cái sâm dây đây. Thời gian ngâm thì là trong vòng một năm. Đấy, trong vòng một năm thì trong quá trình ngâm thì chị cho vào chung sành thì ngâm và chị tiếp tục là cho nước lưu thông để mà một lần nữa để tiếp tục khử aldehyd và làm mát rượu để đảm bảo chất lượng ngon nhất. Vâng ạ, đối với lại cái việc mà phát triển sản phẩm OCOP thì ngoài cái chất lượng của sản phẩm ra thì cái mẫu mã, bao bì, thiết kế của sản phẩm nó cũng rất là quan trọng. Thì không biết là với cái công đoạn này thì bên đơn vị mình thực hiện như thế nào nhỉ? Ngày trước thì chị làm cái hộp bao bì cũng đơn giản lắm. Mà sau đó thì chị nghĩ là phải làm nó phải bắt mắt hơn, sắc sảo hơn. Để khi ngoài cái chất lượng sản phẩm ra thì cái bao bì sản phẩm cũng rất là quan trọng. Chị muốn làm nó vừa đẹp và vừa mang một cái ý nghĩa văn hóa, nét văn hóa của đồng bào ở núi Ngọc Linh. Mình nhận thấy rằng là cái lợi ích thiết thực của việc tham gia vào cái chương trình này như thế nào, và bản thân mình cũng có phối hợp tích cực với lại các đơn vị, ban ngành đoàn thể để mình phát triển hơn cái chương trình Mỗi xã một sản phẩm ra sao. Tham gia vào cái chương trình sản phẩm OCOP thì cảm thấy là rất là thiết thực, cái đó là vừa tốt cho người tiêu dùng, vừa tốt cho doanh nghiệp, cũng như là vừa mang được cái ý nghĩa là thương hiệu của một cái sản phẩm tại địa phương đến cho người tiêu dùng được tốt hơn. Mô hình này thì nên phát huy và nên phát triển nhiều hơn, tốt hơn. Và những cái doanh nghiệp hay là những cái hộ gia đình mà đã tham gia cái sản phẩm OCOP thì phải thực sự là từ cái tâm là phải làm sao để là đúng với lại thương hiệu là sản phẩm của mình đạt cái sản phẩm OCOP mà cấp tỉnh đã công nhận cho mình.
Cảm ơn chị Hoa vì những trao đổi vừa rồi ạ. Chị cảm ơn em. Tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo các phòng chuyên môn địa phương tích cực phối hợp với các sở ngành, tăng cường hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương nhằm quảng bá tiêu thụ sản phẩm OCOP. Đặc biệt chú trọng phát triển sản phẩm OCOP theo hướng liên kết chuỗi giá trị từ khâu sản xuất chế biến đến tiêu thụ nông sản để gia tăng giá trị thương hiệu và lợi nhuận.